Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với vùng đất chết nha anh em. Thì khác như những lần trước, mình sẽ không kêu gọi bạn like ủng hộ cho mình nữa. Mà mình muốn các bạn hãy tự nguyện đi. Các bạn hãy tự nguyện nhấn vào nút like đi. Thì các bạn muốn like cho mình bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nếu các bạn like càng nhiều á, nếu như càng được nhiều like thì mình sẽ càng sớm ra tập tiếp theo. Còn nếu như mà ít like quá thì mình sẽ gọi là không có động lực. Thì mình sẽ ra tập sau gọi là chậm hơn. Có thể là như vậy, có thể là 2-3 tuần mình mới ra một tập. Hoặc nếu các bạn like ủng hộ cho mình nhiều thì 1-2 ngày mình ra tập đó, chẳng hạn vậy, hiểu không? Mấy bạn hiểu ý mình không? Đó, cho nên là hãy like ủng hộ cho mình nha. Ok, thôi đùa cho anh em thôi. Thì hôm nay mấy bạn nhìn thấy skin của mình nhìn có lạ mấy bạn. Đó, đây chính là skin hiệp sĩ á mấy bạn. Bởi vì là mình thấy là Mini World nó đang bị một cái lỗi gọi là không thấy được skin. Với lại là mình đang chơi trong series vùng đất chết, cho nên mình đổi cái skin hiệp sĩ để nhìn cho nó giống như là hiệp sĩ ở trong vùng đất chết đó mấy bạn. Đó, nhìn khá là ngầu đúng không? Ngầu quá trời ngầu luôn. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, tại sao anh lại không cho anh Mr. Vịt và chị Timmy vào trong đây chơi cùng với anh đi. Thì mình sẽ thông báo với các bạn rằng á, là cái series này là ở một cái series mới, cho nên muốn người chơi khác vào trong đây chơi chúng mình thì mình phải đi thu thập đủ những cái bình gốm này nữa bạn. Đây chính là cái bình gốm mà lần trước mình đã kiếm được ở trên cái tháp quái. Đây chính là cái bình gốm nè các bạn. Đây là bình gốm màu. Và cái bình gốm này nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là mời các người chơi khác vào chơi chúng mình được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người chơi khác đang bị nhốt ở trong cái bình gốm này. Và khi chúng ta đặt cái bình gốm ra, chúng ta chỉ cần đập vỡ cái bình gốm này thì cái người chơi trong đó sẽ xuất hiện. Đó, thì mình đang nghi cái bình gốm này đang chứa anh Mr. Dịch hay là Timmy gì đó. Bây giờ mình sẽ đập ra cho các bạn xem nha. Ok, để đập ra thử nha. Hey! Oh my god mấy bạn ơi. Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa mấy bạn. Trời. Ba thi tự giới thiệu. Ta là Thần Dịch. Hai con gọi là Mr. Dịch. Ủa, anh Dịch đó hả? Ủa vậy rồi sao anh? Ủa em nhớ anh phải mặc skin con vịt chứ tại sao anh lại mặc skin con gà? Người ta gọi là model stylist. Hôm nay thấy Mini World ra skin đẹp quá em mua. Phải rồi, tính ra là anh là con vịt thì anh phải mặc skin con vịt chứ tại sao anh lại mặc skin con gà? Rồi anh mang cái quả trứng gì đâu bự to đùng tới cho nhà em chứ vậy? Ôi, ơi, đây gọi là ra mắt, gọi là đây là thấy nghe bảo Phong Cận đang làm vùng đất chết phần 2 nên mà mình phải thay đổi diện mạo. Ok các bạn ơi, thì trong tập này là mình đã có mời anh Mr. Dịch vào trong đây chơi chung với bọn mình rồi đây. Đó, thì rất là đơn giản thôi. Các bạn muốn rằng là sẽ có thêm ai vào trong đó thì chúng ta sẽ phải kiếm một cái bình gốm mấy bạn ơi. Và khi đập cái bình gốm nó ra thì một YouTuber trong cái bình gốm nó sẽ xuất hiện. Đó, thì anh Mr. Dịch đã vào được trong cái vùng đất chết này của mình rồi nè. Anh Dịch, anh có biết được rằng là cái vùng đất chết này nó nguy hiểm lắm không anh? Biết chứ, vùng đất chết là nguy hiểm lắm. Bước vô là gặp toàn quái vật rồi, chi đà chi đông rồi. Trời ơi, anh biết được rằng cái vùng đất chết nó nguy hiểm vậy sao anh còn kiểu nhoi vậy? Anh mau đi theo em, nhanh lên, vô đây. Ôi, bên ngoài ghê lắm hả? Vô. Bên ngoài là zombie đồ rất là nhiều luôn anh à. Bây giờ này. Trời. Gì vậy? YouTuber 700k sắp chai. Tiền mấy trăm triệu tháng tỷ tháng là ở nhà bé tí. Trời ơi, tính ra là ở vùng đất chết là làm gì mà giàu được mà ở biệt thự anh. Mai này mình kiếm được kim cương đồ gì đi, mình giàu đi, mình xây biệt thự mình ở. Còn giờ mình ở cái nhà này nhỏ thôi. Hai thằng một cái giường nằm đè nhau hả? Bây giờ anh nằm dưới, em nằm trên. Kỳ á. Vậy rồi. Ok được rồi. Bây giờ nè, bây giờ để em tí. Ok được rồi, bây giờ để em tí nha, để em chế cho anh mấy cây kiếm với lại là giáp đồ các kiểu nè. Ơ chết, bây giờ là không có đồ chế cho anh rồi, em hết sắt rồi. Ok rồi, không sao bây giờ em sẽ đi ra ngoài em đi kiếm sắt đồ gì để em chế tạo cho anh nha. Rồi bây giờ anh đi theo em đi, nhanh lên. Em nghĩ á. Nó đã lùng mà nó còn đầu gấu nữa nè. Ok, để đúng đi rồi, em. Lùng rồi, biết người lùng rồi là chứ. Ủa giờ đi đâu rồi? Bây giờ em nghĩ là em với anh sẽ phải đi vào trong rừng để đi kiếm gọi là vài con quái vật, mình giết nó, sau đó mình sẽ có được kinh nghiệm và mình sẽ đổi đồ giống như con quái vật hồi nãy anh. Ok. Mà nó đâu thế ta? Ôi có cái hồ nè. Woo! Ê, thôi con cá kìa. Ủa, ở dưới hồ nó có cá nè hả? Đâu. Ui. Tại nước ơi. Ủa cái hồ này cái làm. Ủa có hai con cá. Ôi cá này ăn thịt người anh ơi, coi chừng nha. Trời. Có chừng nó cầm á. Ui. Trời ơi. Ơi anh. Rồi.
Anh ơi, em thấy bên dưới cái hồ nó có gì nè? Thôi không chui đâu, kinh nghiệm 50 năm chơi vùng nước chết của Phong Cận là gặp những cái điều lạ thì đừng dại mà chui chết á. Ơi khoan 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 anh ơi, nhưng mà bây giờ mình đang bị ngập thở, không được, giờ bây giờ mình vô bờ đi, giờ đi. Em nói anh nghe nè, tại sao ở dưới cái hồ này, nhìn một cái hồ ở trong rừng, tại sao nó lại xuất hiện một cái giếng ở dưới đây? Em nghĩ cái giếng này là nó có cái gì đó anh ơi. Biết rồi, biết cái gì anh? Cái gì anh? Có ma. Ừ em nghĩ cũng là có ma đó. Mấy bạn ơi, mấy bạn nghĩ là ở bên dưới cái giếng này có gì, nhớ bình luận cho mình biết nha. Anh Dịch, anh nghĩ là hai chúng ta có nên đi thám hiểm cái giếng này không? Ờ nhưng mà bây giờ có mỗi mình em có vũ khí rồi, em phải đi trước, anh đi sau. Ờ ok, nhưng mà bây giờ em sẽ chế cho anh cái kiếm đá đồ trước đi. Ờ anh okay. Anh ủa làm gì có kiếm đá ta, hình như trong Bigun bị trong đá, giáo đá. Kiếm đá đâu. Ừ đúng rồi, giáo đá. Ok, nhưng mà bây giờ muốn xuống nước được á thì em với anh cần phải chế thuốc, gọi là thuốc thở dưới nước, anh hiểu không? Ủa mà chế thuốc đấy sao? Thuốc thở dưới nước chỉ cần gọi là một cái bình không với lại cái mang cá thôi, chúng ta có thể gọi là chế tạo được rồi. Cho nên là về nhà bây giờ em sẽ đi gọi là đi đào đất. Ôi nè, bên dưới đây có mấy con cá nè. Mấy con cá này chúng ta có thể giết nó để lấy được cái mang cá. Nhảy xuống giết con cá ơi. Khoan, từ từ giết, bây giờ về nhà mình chế tạo đồ đó anh. Anh mà chưa có vũ khí mà anh quýnh mấy con cá bự này là coi như là nó cắn đứt họa mi anh luôn á. Ok, bây giờ mình về nhà đi. Về nhà đi, em sẽ chế tạo cho anh gọi là một cái cây giáo, rồi sau đó hai chúng ta sẽ đi xuống đó giết mấy con cá. Giáo siêu to khổng lồ. Chơi đi. À khoan anh ơi, từ để em coi. Hay là bây giờ anh sử dụng cái cây rìu được không? Em nghĩ cây rìu nó sẽ mạnh hơn là cái cây giáo đá. Nó 16 sức tấn công lại. Đại đi, cây nào cũng được. Ok, được rồi. Khoan từ. Bây giờ là phải nung một ít gọi là bình thủy tinh đã. Bây giờ anh đi lấy cho em ít gỗ đi. Ok. Rồi, để em đi ra ngoài em trong nhà em đợi anh nè, em chế cái cây sản nè. Đây. Ok, Dịch đã kiếm được gỗ rồi nè. Rồi, bây giờ em sẽ chế tạo cho hai chúng ta gọi là một cái cây sản để chúng ta đào cát, chúng ta làm mấy cái bình. Đó, ok, để mình em đào thôi. Còn anh thì em nghĩ là anh mới vừa vô cho nên là chắc là anh sẽ còn gọi là hơi yếu sức, anh sẽ không làm được gì. Để em gọi là che chở cho anh. Trời ơi, gây. Ok, gì cắn đít mình vậy? Ok rồi, bây giờ em sẽ lấy than nè. Em bỏ vào đây, sau đó em sẽ nung cát lên. Rồi em sẽ chia đôi đi. Chia đôi mình nung hai lò đi cho nó gọi là nhanh. Ok. Nung hai lò. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó gọi là nung chín. Trong thời gian đợi vậy thì em nghĩ là anh với em phải đi gọi là đi giết mấy cái con cá ở dưới hồ anh ơi. Ở đâu ta? Ở bên dưới này, dưới này. Nó nè. Giết nó. Mày. Một cái mang rồi nè. Ok. Ôi trời ơi. Mấy con này nó đánh lại mình được nha anh. Thật đâu vậy? Hai cái mang nè, ba cái mang, trời ơi, em kiếm được ba cái mang này nè, là làm được ba chai thuốc rồi nè. Ok. Sao cái này dùng cái váy vậy? Tính ra là mới đầu em nhìn cái mang cá em cũng tưởng là cái váy nè. Ok, coi chừng bị ngạt thở nha anh, coi chừng nha. Thôi đùa rồi, năm chưa... nay em còn mấy cái rồi. Em mới có ba cái, từ giết thêm đi mới đủ, mình xuống cái hồ đó em nghĩ là cái hồ quá sâu lắm á. Ui em thấy được cây răng của con cá luôn nè. Đi. Anh được hai cái nè. Rồi anh đưa em. Trời ơi, anh giết từ nãy giờ được có hai cái vậy. Trời má, chạy xuống cá nó thấy gà nó cắn nó sức quần rồi, đâu nó chơi gì nữa. Rồi bị cá cắn đứt họa mi rồi. Ok rồi, đem xem coi. Được mấy cái kính đây nè. Cắn đứt họa mi rồi còn mới hai cái chai dính. Ok. Rồi bây giờ mình có thể chế cái bình này ra thành gọi là mấy bình nước. Và từ những cái bình nước này chúng ta bỏ thêm mang cá, chúng ta sẽ được thuốc thở dưới biển. Đó. Ok. Rồi, đây em có thuốc thở dưới biển cái này Dịch ơi. Để đây coi. Chính bình. Anh luôn. Ok rồi bây giờ nè, anh 5 bình, em 4 bình đi. Em nhường anh 5 bình luôn á. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại cái hồ cá đi anh. Đi. 1 hour later. Ok rồi Dịch ơi, bây giờ là hai chúng ta cùng nhau uống thuốc đi. Uống thuốc vô. Bam 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 bam, trời ơi, này ngon như Pepsi vậy. Ok ok. Rồi xuống. Trời ơi, mình thề với mấy bạn luôn á, chưa từng thấy có ông nào vô trong vùng đất chết mà nhí nhố như ông Dịch luôn á, ông vui như là sắp đến Tết vậy. Ok, nhảy xuống dưới nha. Vùng đất chết mà, vùng đất chết đang là chết, mình chết mình phải cười. Ê, sao xuống chết đi, bao quay xuống. Thôi, anh xuống trước đi. Em là kính lão đắc thọ xuống đi. Em kính lão đắc thọ, em nhường anh xuống trước hiểu không? Ok, thuốc, mày chết tao mày cá, mày chết tao rồi nha. Mày chết nào, mày chết tao rồi, mày chết tao rồi, mày chết nè. Anh ơi, con cá gì bự quá vậy anh? Mấy con cá này nó bự quá vậy, nó cạp cái em hút ngươi cái đầu rồi. Ôi mấy hai cái. Ôi mày chết tao rồi. Rồi xong Dịch chết luôn. Ok. Ui để mình giết nó. Dịch anh hồi sinh đi.
Trời ơi, ông dịch ổng lại tốn xu ổng hồi sinh nữa bạn ơi. Bọn mình là phải sử dụng xu để hồi sinh nữa bạn. Ui, nó cắn em cái thôi em mất 50 máu luôn anh ơi. Phải rồi. Má, con cái xu em. Bươi, bươi ơi. Ôi, cái chết là một con rồi. Ôi, nó chết kìa. Ui, nó rơi ra cái gì kìa anh. Hả? Em thấy con cá nó mới rơi ra cái gì kìa. Cái gì kìa. Ây da. Ui, nó. Mày giết nó con. Ui, nó cắn em đau quá anh ơi. Mày nó đây, nó đây nó. Ui. Trời ơi, sao lưng. Ủa con cá này em cái con mắt của nó hơi to bằng cái đầu em anh ơi. Má hai cái con mắt nó lồi vậy trời. Ui em hết thuốc rồi, để em uống vô. Chết. Ok rồi. Uống vô. Ủa nó cái gì màu xanh xanh hả? Đâu cái gì mà xanh đâu. Đó là gì vậy? Tên tinh gì tên này? Ủa cái gì vậy? Cái cục xanh xanh vậy. Ôi giữ đi, tí nữa mình về nhà mình coi. Ôi, okay. What the hell. Ôi mà mấy con cá này em để ý nha. Nó khỏe ghê luôn anh. Em dùng kiếm kim cương mà em chém nó giờ. Ây da, rồi xong chết queo. Ai ui, nó lại gần mình các bạn ơi. Ui, chết rồi. Bây giờ nó không nhắm dịch nữa, nhắm mình các bạn ơi. Ui, chết sao nó ra. Ở tới đây. Ok, từ từ. Ơi, con cá này nó không leo lên bờ được anh ơi. Anh đánh nó xong anh leo lên bờ là nó không dí anh được. Má chơi hai vụ rồi. Nè, bây giờ em xuống nè. Em tán vô mặt nó cái sao em leo lên lại. Nó không dí em được. Rồi xuống à, tán vô mặt nó nè. Tán vô mặt nó xong leo lên lại. Cẩn thận. Giết rồi. Mày á. Ok. Ok chết rồi. Rồi nó chết kìa. Ôi anh ơi, em để ý nha, từ nãy giờ nó cứ rơi ra cái viên đá gì mà màu xanh xanh kìa, lụm lại nha anh, lụm lại nha. Ủa cái viên này đi chi à? Em không biết nữa mà lần đầu tiên em thấy một con cá mà nó lại rơi ra viên đá đó. Ủa cái rìu bị đó đâu ta? Ui tính ra cái hang này nó cũng không có sâu lắm nha. Ôi em cái có lụm rìu anh kìa. Không có. Ui. Trời má, cá anh luôn rìu mười sao trời. À thì cái con cá này nó ăn tất cả mọi thứ anh ơi. Nó thấy mình rơi ra cái gì là nó ăn cái đó sao á. Mày hả mày? Trời ơi, làm mất tèo á. Ôi chết. Ơi bạn nha, đừng có tè xuống hồ nha. Cho ăn luôn. Ủa có sắt nữa nè. Ủa khoan anh ơi. Ủa cái hang này cụt hả? Ủa cái hang này sao ngắn ngủn vậy, không có gì vậy. Vô văn quá, cái hang không có gì hết. Có cục sắt, lấy. Đào hết coi. Mình nghèo quá, mình thấy gì mình lấy đó anh ơi. Ôi bay. Anh, tính ra là em nghĩ cái hang dưới nước này nó phải có gọi là kim cương hay gì. Sao có mấy cục sắt là sao? What the fuck? Trời, nó hay dụ quá. What the hell các bạn ơi, tính ra là cái hố này phải có gọi là kim cương hay gì chứ. Tại sao lại có sắt? Ôi mình lên bờ đi anh, trời. Tưởng chừng có cái gì đấy, tưởng leo xuống là gặp được ông tiên. Trời ơi trời. Ừ, anh y hệt em luôn á. Em tưởng là mình xuống cái hố là mình sẽ gặp ông tiên hay là cái một vị thần tiên nào đó cho mình cái gì, ai về đã xuống gặp mấy con cá nó nhào vậy, nó cắn đứt hoàng. Chắc là ngày trước ở dưới đây có ông tiên mà mấy con cá nhai mất ông tiên rồi. có khi nào là có ông tiên bên dưới rồi. Mà mấy con cá nó nhào vô nó ăn thịt ông tiên luôn ta. Đúng rồi. Nồi. Anh nó cắp đầu ông tiên, chết queo rồi. Ok thôi đi chơi. Mà sao cũng lôi một thứ à, một đống thứ hả? Phan, em lượm được ba cái cục màu xanh nè, anh lượm được mấy cục? Hai cục nữa nè. Là 5 cục hả? Ô mấy cục này để làm gì ta? Lão vậy, để em về em coi. Ok, để mình về nhà mình xem thử coi mấy cục này làm được gì nha anh em. Bấm vô bàn chế tạo là chúng ta sẽ biết được nó sẽ làm được gì nha. Bấm vô nè. Ok, có gì mới không? Ở đây. Ồ, chúng ta sử dụng 5 cái cục này, chúng ta sẽ được một cái gọi là dao xanh hả? Dao xanh là gì? What the hell? Tao đi. Để em chế tạo thử coi. Ok, chế tạo nè. Ủa rồi nó không ra gì đó vậy? À đây, em đang cầm trên tay cái này người ta gọi là dao xanh. Ủa mà cái này dùng để làm gì? Coi có gì khác không? Dao xanh. Ủa còn chế được gì nữa không? Ủa kỳ quá à. Ôi, đây nè, cái này là gì đây? À, dao xanh kết hợp với một khúc gỗ nhỏ với một thỏi sắt. Ờ không, 3 thỏi sắt. Ờ may quá mình có sắt nè. Ok được rồi, bây giờ em sẽ bỏ sắt vô em nung thử nha. Ok. Gỗ đấy còn không? Còn gỗ không? Bây giờ gỗ hả? Gỗ thì em còn đây. Giờ em sẽ chế que gỗ nè. Ok, trời mấy bạn ơi, mình mới vừa tìm ra được một cái vật phẩm mới mấy bạn ơi. Cái kết tinh đá chúng ta sẽ làm ra cái dao xanh, sau đó từ cái dao xanh chúng ta sẽ làm ra được một cái vũ khí nào đó rất là bí ẩn mà mình không hề biết. Ok, lần đầu tiên mình thấy luôn nha, để mình xem coi. Đây là một thỏi sắt nè. Ok, 3 thỏi sắt đủ rồi. Bây giờ bấm vào đây, chúng ta sẽ chế được. Ui, hình như là dao ngọc xanh. Từ cái dao xanh
chúng ta kết hợp với ba thỏi sắt với một khúc gỗ, chúng ta sẽ được một cái gọi là dao ngọc xanh. Ồ, what the hell, lão vậy, để xem coi. Ê Dịch, anh nhìn thấy em chế tạo ra được cái dao ngọc xanh nè anh. Ui, cái cây kiếm nè, sao nhìn giống cây kiếm quá à. À, cây này á, biết rồi. Gì? Cây này được chế tạo từ dao, từ ngọc xanh đúng không? Đúng rồi. Ngọc xanh ở dưới nước đúng không? Đúng rồi. Dao xanh của gao cá mập. Ừ, đúng rồi. Cái này chính là cây kiếm của gao xanh mấy bạn ơi. Gao xanh. Đúng rồi. Chị Charlie. Gao. Ờ, bản quyền. Bảy bảy. Okay. Ủa, mà cái cây kiếm này có làm được gì em ta? Đâu, đem thử, em chém thử nha. Đâu không anh? Đâu không? Mất một cục máu, mất một phần mình, một phần ba người, tức là 3, 4. Ủa, tính ra cái kiếm này yếu xìu à? Đâu, coi đem coi còn gì đâu. Để em coi cái kỹ năng đặc biệt của nó coi nha. Ok, đem em thử sử dụng cái kỹ năng đặc biệt của nó coi. Ơi. Sha. Ôi, nó bay phóng ra gì nè? Nó ném gì vậy? Đâu anh di chuyển thử coi. Thì đi xa coi. Anh có bị gì không? Nè ném nè. Hey. Ui, hình như mất máu nha. Cái này là có khả năng phi ra từ xa nha. Ôi, đâu từ vậy, em phi thử vô cái cây coi. Đấy. Hey. Ui. Nè anh. Nó mới vừa bắn ra cái cục gì nè. Đâu? À, nó bắn ra cái cục dao xanh. Nè, cục này nè. Nè anh coi nè, em bắn cho anh coi nè. Nè coi nè, coi em nè. Ui, nó bắn ra nè. Ơi, sao mình lụm lại được? Ơ, mình lời anh ơi. Lời. Ui, vậy là cái này chúng ta có thể chế ra được cái dao ngọc xanh anh em ơi. Xong rồi cái dao ngọc xanh này có thể sử dụng để làm kiếm, mà còn có thể sử dụng để gọi là bắn được luôn. Thôi, hay quá vậy. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cho anh Dịch cái kiếm này. Đó, anh giữ cái kiếm này đi. Còn em xài kiếm kim cương. Em không có ngu gì xài mấy cái kiếm dao xanh này, nhìn yếu xìu à. Trời, mấy cây này nhìn yếu xìu. Ok các bạn ơi, thì trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Trong tập này chúng ta đã gọi là triệu hồi được anh Mr. Dịch đó. Triệu hồi được anh Mr. Dịch. Và sau đó là kiếm được cho anh Dịch một cái cây gọi là dao. Bậy ơi, Mr. Dịch gì mà Mr. Dịch bậy ơi. Bậy nồi, anh lại giết em rồi. Anh làm gì Dịch? Người ta biết là gọi là gì không? Ta gọi là gì? Triệu hồi ra vua gà. Vua gà, vãi nồi, vua gà. Vậy đối cuộc anh là Mr. Dịch hay là anh là Mr. Gà? Mr. Dịch có play vua gà. Vãi nồi. Ok bạn ơi, trong tập này chúng ta đã gọi là có được anh Dịch vào chơi chung với mình. Và chúng ta gọi là triệu hồi được anh Dịch nè, đó. À không, triệu hồi được vua gà. Chúng ta đã gọi là đi thám hiểm được một cái hồ cá ăn thịt người. Đó, quá hấp dẫn luôn. Và trong cái hồ cá đó mình đã kiếm được cho anh Dịch một cái gọi là dao xanh, dao ngọc xanh gì đó mình không biết nữa. Và đây là một cái vũ khí mới, và bọn mình đã có được thêm một cái vũ khí mới nữa bạn ơi. Vũ khí này có thể bắn ra được những cái viên ngọc. Ồ, quá hợp lý luôn. Và mình nghĩ là có lẽ tập này đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích tập này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nữa nha. Và mình nghĩ là nếu như video này đạt được nhiều like như những tập trước thì mình sẽ tiếp tục ra tập tiếp theo nha. Mình muốn để cho anh em tùy, anh em muốn like cho mình bao nhiêu thì like. Nhưng mà nếu như càng nhiều like thì mình sẽ càng nhanh ra tập mới, ok? Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.